Tam Canh 2002 là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị được tham gia sản xuất gồm 3 quốc gia là Hàn Quốc, Hồng Kông và Thái Lan do đạo diễn Trần Khả Tân thực hiện. Phim có sự góp vai của các diễn viên Lê Minh, Tăng Chí Vĩ, Hi Xu Kim. Nội dung bộ phim xoay quanh ba câu chuyện ma thuộc ba quốc gia châu Á tâm linh nhất của Đông Dương. Câu chuyện đầu tiên có tên Memory, xoay quanh một người đàn bà đột nhiên mất tích kỳ lạ không giấu vết khi đang có cuộc sống êm đềm cùng chồng và con của mình. Câu chuyện thứ hai có tên Theo Well, xảy ra tại Thái Lan, kể về một đoàn múa rối bị ma ám khiến cho cảnh múa rối không thể thực hiện một cách suôn sẻ trong phim. Câu chuyện cuối cùng là Coming Home, cũng là bộ phim được review vào hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bộ phim Tam Canh được sản xuất tại Hồng Kông với tựa đề Coming Home. Đây là bộ phim kinh dị đầy nước mắt do Lê Minh Thủ vai nam chính. Bộ phim được đánh giá rất cao, nằm trong danh sách những bộ phim kinh dị hay nhất. Lê Minh cũng nhờ bộ phim này mà đoạt được giải ảnh đế kim mã đầu tiên nội dung câu chuyện xoay quanh một cảnh sát và một cặp vợ chồng có liên quan đến một loại thuốc kỳ lạ câu chuyện bắt đầu ở một tiệm chụp ảnh mọi người đang đứng để xếp hàng chụp ảnh một bé gái mặc bộ đồ màu đỏ xuất hiện có người hỏi cô bé có muốn chụp hình không cô bé không trả lời ngay lúc này máy quay chuyển cảnh ông chủ đóng cửa tiệm rời đi để lộ ra tên của tiệm ảnh tên là đại quang minh ở một phía khác cảnh sát a vĩ dẫn con trai mình là tường tử cùng đi chuyển nhà lúc đi ngang qua cửa sắt cậu bé chợt dừng chân đứng lại, sau đó không hiểu vì lý do gì mà trong lòng cậu bé lại dâng lên một nỗi sợ vô cùng ghê rợn, cậu bé lập tức chạy đi ngay. Sau đó, hai người họ tới cửa chung cư, người trong đó đều đang chuyển đồ đi ra, chỉ có duy nhất hai người họ là đang chuyển vào. Tương tử nhìn thấy có một cô bé đang ngồi trên đỉnh tòa nhà, vẫy tay chào cậu bé. Khung cảnh lúc này vừa âm u lại vừa dâng lên cảm giác khiến con người ta phải khiếp sợ. Nơi này dường như là một tòa chung cư sắp bị phá bỏ, vì gần như hai cha con a vĩ không thấy bất cứ ai khi dọn đồ tới sau khi chuyển tới a vĩ tìm tới phòng người quản lý người quản lý dẫn anh tới xem phòng bảo là một tháng sau thì căn phòng này cũng bị dỡ bỏ ngoài ông vu đang chăm sóc người vợ bị liệt ở phòng bên cạnh ra thì những người khác đều đã chuyển đi hết rồi cánh cửa tầng trống rỗng rộng mở trên tường vẽ một cô bé giờ cậu bé mới phát hiện ra cô bé vẫy tay với cậu trên đỉnh tòa nhà chính là con gái của vu huy tối đến a vĩ dọn dẹp căn phòng rồi đi làm thân là một cảnh sát nên chuyện đi trực đêm được xem như là chuyện thường ngày với A Vĩ, tương tự ở nhà một mình bỗng dưng cảm thấy hơi sợ. Vu Huy là người có tính cách trầm lặng, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với ai, ngày nào cũng chỉ ở lì trong phòng để sắc thuốc, rồi đi đổ rác. Những chuyện đó giống như một vòng tuần hoàn lặp lại. Mỗi ngày anh ta đều cầm một túi rác vô cùng cao và to đi đổ, cũng không biết trong túi rác kia đựng cái gì, chỉ thấy được một dòng nước màu nâu chảy ra, không ngừng bốc lên mùi hôi thối, chảy đầy cả cả con đường mà anh ta đi vu huy ở trong một căn phòng đẩy người vợ trên chiếc xe lăn kia nhảy múa ngày hôm sau a vĩ hung giữ dạy dỗ con trai rằng đàn ông phải dũng cảm chỉ có một đứa bé gái mà cũng phải sợ anh bảo cậu bé nhanh chóng ăn cơm đi hôm nay vu huy tắm cho vợ sau đó lại cắt tóc cho cô anh ta liên tục tự nói chuyện một mình còn người vợ nằm trong bồn tắm lại không có bất cứ phản ứng gì chập tối tương tử tan học về nhà lại thấy cô bé mặc áo đỏ hôm bữa đang đứng đợi ở đó cánh cửa sắt chắn ngang trước mặt cậu bé từ từ đóng lại cô bé thoáng chốc đã đi tới trước mặt cậu hỏi cậu bé có thể chơi với mình không tường tử nhớ tới lời bố đã răng dậy mình vào hôm trước cuối cùng đã đồng ý đi cùng với cô bé đến nửa đêm cô bé dẫn tường tử tới tiệm chụp ảnh đại quang minh còn a vĩ đi trực ca đêm tới sáng sớm mới về về tới nhà cũng đi ngủ ngay không hề phát hiện ra con trai mình không ở nhà đến tận đêm thì a vĩ mới tỉnh khi tỉnh dậy mới phát hiện không thấy con trai đâu nhân viên quản lý bảo a vĩ mau đi tìm con trai mình đi kẻo lại không tìm thấy được lúc này hình vẽ cô bé trên tường đã có thêm một cậu bé bên cạnh bởi vì đi khắp nơi mà vẫn không tìm được con nên a vĩ mới nhớ tới người hàng xóm kỳ lạ kia anh gõ cửa hỏi anh ta anh vu tường tưởng nhà tôi có đến chơi với con gái của anh không không ngờ vu huy lại tức giận nói anh ta không có con a vĩ vô cùng sững sờ nếu như vu huy không có con thì đứa trẻ dẫn con trai của anh đi là ai qua một đêm mà vẫn không thấy tường tử quay về, A Vĩ nhân lúc Vu Huy ra ngoài thì lẻn vào trong nhà anh ta kiểm tra thử, không ngờ lại thấy được một cảnh tượng kinh người. A Vĩ phát hiện ra người vợ đang nằm trong bồn tắm vốn là một người đã chết, ngay sau đó A Vĩ bị Vu Huy đập ngất đi. Lúc tỉnh lại, A Vĩ thấy Vu Huy đang sắc thuốc, còn vợ anh ta thì bị buộc chặt ngồi trên ghế. A Vĩ cũng đã thử phản kháng nhưng không thể, anh phát hiện rằng Vu Huy lúc nào cũng tự lẩm bẩm, nói chuyện một mình vợ của vu huy tên là hải nhi hai người quen nhau ở học viện đông y lúc này anh ta đang ngồi sơn móng tay cho vợ mình a vĩ bất lực nói với anh ta rằng vợ anh ta đã mất rồi vu huy lại nói nếu nhìn nhận từ góc độ tây y thì đúng là cô ấy đã chết nhưng theo góc độ đông y chỉ cần ngày nào cũng tắm nước thuốc cho cô ấy thì sẽ tiêu trừ được các tế bào ung thư cứu sống cô ấy a vĩ bảo vu huy là độ thần kinh tế bào gì chứ rõ ràng là do vu huy đã hại cô ấy mà nhưng anh ta lại nói là do cô ấy bảo anh ta làm như vậy. Anh ta đã chăm sóc cô ấy suốt 3 năm trời, chỉ cần đợi thêm 3 ngày nữa thì cô ấy sẽ tỉnh lại. Vì A Vĩ bị trói lại nên những việc như ăn uống này kia đều do Vu Huy giúp cho anh. A Vĩ đã thử vài lần muốn bắt anh ta đối diện với sự thật nhưng đều vô ích, hiện tại đã tới ngày cuối cùng. Vu Huy tắm giúp cô ấy, không ngừng nói chuyện với cô ấy. Anh ta còn trang điểm rồi giặt sạch quần áo cho vợ mình. Thời gian cũng đã tới anh tê liên tục gọi vợ nhưng cô ấy vẫn bất động anh ta chỉ có thể ngồi đơ ở đó đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thì ra là đồng nghiệp a vĩ tới tìm người vu huy nói dối người cảnh sát đó là a vĩ đi đánh bài rồi sau đó hốt hoảng cởi trói cho a vĩ rồi bảo anh mau đi đi nhưng a vĩ lại nói với anh ta rằng đồng nghiệp của a vĩ biết rõ chuyện anh không có đánh bài ngay lúc đó cảnh sát xông vào bắt vu huy đi cũng vào lúc này đôi mắt của người vợ bỗng dưng chớp một cái ngồi trên xe cảnh sát Vu Huy thấy thi thể vợ mình được đưa lên xe mai táng, Anh ta không thể kiềm chế được cảm xúc, ngay lập tức nổi điên lên, lao xuống xe. Lúc anh ta đang khổ sở đuổi theo chiếc xe đó thì bỗng dưng có một chiếc xe lao tới, đụng văng anh ta đi. Bên này, Pháp Y báo cáo tình trạng làm cho A Vĩ sững sờ. Nạn nhân đã mất được hơn 2 năm, nhưng da thịt, thậm chí là đầu lưỡi của nạn nhân vẫn có tính đàn hồi, hơn nửa tóc và móng tay vẫn còn mọc. Vì muốn tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, A Vĩ đi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói 3 năm trước cặp đôi này từng đến khám thai, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ bị ung thư gan, bác sĩ đề nghị nạo bỏ thai nhi để tiến hành điều trị. Nhưng ai ngờ Vu Huy lại kịch liệt phản đối, bởi vì Vu Huy cũng từng là bệnh nhân của bác sĩ này, 6 năm trước cũng mắc căn bệnh tương tự, nhưng sau khi trị liệu hóa trị xong thì đã khỏi. Mãi tới 3 năm trước, khi anh ta đưa vợ tới khám thai thì bác sĩ mới biết anh ta đã chữa bệnh bằng thuốc đông y, A Vĩ không dám tin vào chuyện này anh lại tìm đoạn video về hải nhi trong đó có ghi lại cảnh cô ấy đã chăm sóc dáng vẻ giống như đã chết của vu huy cũng giống y hệt như cách anh ta đã chăm sóc cô bây giờ thì ra đúng là vợ của anh ta sẽ tỉnh lại cảnh phim quay trở lại lúc vu huy bị xe đụng văng đi người vợ nằm trong xe cũng động động ngón tay mắt cũng chớp vài cái nhưng ngay lúc vu huy gặp nạn thì cô ấy đã rơi một giọt nước mắt cô ấy cả nhận được sự ra đi của vu huy nên cũng từ bỏ cơ hội sống lại cuối cùng trong tiệm chụp ảnh của đại quang minh cả nhà Vu Huy đã chụp một bức ảnh gia đình. Có lẽ duyên đã hết, nhưng chỉ cần gia đình tụ họp lại đông đủ bên nhau thì cũng được xem như là một cách trở về nhà. Đây cũng là cảnh kết của bộ phim này. Bộ phim vẫn để lại khá nhiều khúc mắc cho người xem, vì có nhiều tình tiết vẫn chưa được giải đáp và chỉ có những dấu vết mờ ảo. Nhưng mọi nghi ngờ của người xem cuối cùng cũng có được những lời giải đáp hợp lý. Đây cũng là dụng ý của đạo diễn gài gắm vào từng tình tiết phim. Tiệm chụp ảnh Đại Quang Minh thực ra là nơi chụp ảnh cho những người đã mất. Sau khi mọi người chụp ảnh ở đây xong thì cũng chẳng còn vướng bận gì với nhân gian nữa. Còn cô bé trong phim cũng chính là đứa con gái chưa ra đời của Vu Huy, có lẽ vợ của Vu Huy không thể sống lại là vì cô bé đã nhúng tay vào. Ngay ở đoạn đầu phim, cô bé dãy nảy không chịu chụp ảnh là bởi vì đang muốn đợi người. Khi cô bé thấy Vu Huy đang nhảy múa cùng mẹ thì nụ cười chật tắt, bởi vì cô bé biết rõ cuộc sống của bố mẹ không hề có sự tồn tại của cô. Vu Huy nói chuyện với Hải Nhi, đợi khi nào em sống lại, chúng ta sẽ sinh một đứa bé khác. Khi đó, cô bé áo đỏ đang ngồi trên tủ nghe thấy lời này, sinh thêm một đứa con nữa, tức là cô bé không còn việc gì nữa. Cho nên vì muốn được đoàn tụ với bố mẹ, cô bé đã dẫn theo tường tử, cho nên A Vĩ mới tìm tới nhà Vu Huy, thay đổi những chuyện vốn nên xảy ra. Tuy cô bé đã dẫn tường tử tới tiệm chụp ảnh, nhưng có lẽ bởi vì cậu bé vẫn chưa mất nên sau khi mọi chuyện qua đi, cậu bé đã trở về bên cạnh bố mình nhìn bức vẽ trên tường thì có thể nhận ra, tuy bên cạnh cô bé xuất hiện một cậu bé nữa, nhưng cần chú ý là cô bé không có tay, còn cậu bé thì có. Chứng tỏ là tường tử ở tiệm ảnh, đang đứng giữa ranh giới âm và dương. Còn lúc A Vĩ đi tìm tường tử, nhân viên quản lý có khuyên anh nhanh chóng đi tìm, là bởi vì trước kia cũng đã xảy ra những vụ việc như vậy, là do cô bé dẫn đi. Lần này cô bé đã được ở chung với bố mẹ đúng như ước nguyện, nên sau khi tường tử tạm biệt cô bé xong thì sẽ trở lại nhân gian. Xuyên suốt từ đầu tới cuối, bộ phim nhuốm màu u ám và hơi thở kinh dị. Từng tình tiết phim đều vô cùng gây cấn với những cú plot twist vô cùng gắt. Bộ phim cũng khiến người ta cảm động trước tình cảm của hai vợ chồng là Vu Huy và Hải Nhi, đồng thời cũng để lại nhiều sự tiếc nuối cho người xem vì những điều vẫn còn gian dở trong các cảnh phim. Lê Minh và các diễn viên đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong bộ phim, bởi vì đây là một bộ phim yêu cầu thể hiện diễn biến tâm lý, nặng đô, cũng là một thử thách lớn cho các diễn viên. Người xem đến với Tam Canh 2002 dường như đã được đi hết từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác, những tình tiết tưởng như không hề quan trọng, nhưng lại là mấu chốt dẫn tới những vấn đề tiếp theo. Bộ phim nhận được rất nhiều đánh giá tốt về những tình tiết kịch tính của mình, liên tục được đề cử trong các bộ phim kinh dị hay nhất. Với những tình tiết gây cấn và lối diễn xuất chân thực, đây là một bộ phim đáng để các bạn thử xem một lần. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé